Hi, chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Thư Huyền Nguyễn. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người đó là một cái set son xinh của mỹ phẩm Đông Anh vừa mới ra mắt. Cái set son xinh Đông Anh này á, là gồm một set son và tặng thêm một cái tẩy da chết môi nha. Bên trong gồm có một set son và ba thỏi son kem nha cả nhà. Thì mọi người cũng thấy là ở ngoài bao bì màu hồng và có logo chống hàng giả ha. Bao bì cũng khá là xinh luôn, rất là tiện lợi ha. Ở bên trong gồm có ba cái son kem nha. Và ba cái son là ba màu khác nhau nha mọi người. Ở trên cây son thì có in chữ xinh nè, rồi ngày sản xuất, hạn sử dụng, số lô đồ, có in trên cái vỏ son hết nha cả nhà nha. Và có cái tem niêm phong nữa. Ba cây ba màu nhìn mọi người thấy là cái vỏ son nhìn khá là giống với son Dior á mọi người. Cái vỏ mọi người. Rồi bây giờ mình mở ra cho mọi người coi cái chất bên trong nè. Chất khá là đặc mọi người, chất son khá là đặc luôn. Và son nó khá là bột nha cả nhà. Đây là màu đầu tiên, màu đỏ hơi ngã hồng nha mọi người nha. Và tiếp theo là cái màu tiếp theo nè. Đây là màu đỏ hơi ngã vàng, nâu nâu gạch gạch đó cả nhà. Và cuối cùng là cái màu này, cái màu gọi là hồng san hô mọi người. Đó, ba màu á mọi người. Chất son khá là bột luôn nha mọi người nha. Bây giờ thì mình sẽ dùng khăn khô để bôi thử coi cái độ bám của cái son này như thế nào nha mọi người. Mình chùi qua một lần á, mọi người sẽ thấy là son nó cũng có độ bám nhất định trên cái da của mình ha. Mọi người ơi, bây giờ thì mình sẽ test cái màu number one số 1 Queen Red nha mọi người. Cái son nó khá là, chất son nó khá là bột mọi người. Khi mà những sử dụng những cái loại son bột như thế này thì mọi người nên là mình sẽ lấy một ít thôi nha. Mình sẽ dạng giống như mình chùi ở cái đầu cái cọ, lấy ra một ít son thôi ha. Rồi bây giờ 101 mình sẽ test lên tay, lên màu như thế nào nha. Cái này màu này giống màu đỏ hồng quá mọi người. Rồi sau đó thì mọi người nên lấy tay hoặc là lấy cái cây tán màu son môi á, mình tán ra son môi mọi người. Tán ra. Đây. Rồi tiếp theo mình sẽ test cái màu 02 nha cả nhà. Đây, cái màu 02 đó là màu hơi đậm đậm nha cả nhà. Đây. Màu 02 là màu gì ta? Đỏ nâu hay gì á. Nhìn hơi đỏ nâu ha. Nâu nâu nhưng mà nó cũng hơi gạch một chút xíu mọi người. Đây, màu 02. Màu này rất là bột. Rất là bột và những người có nhiều rãnh môi giống như mình á, tại vì môi rất là khô. Cho nên là nhìn nó sẽ không được đẹp cho lắm. Rồi, sẽ tán ra nha. Đây. Rồi, tiếp theo là cái son thứ 3 nha mọi người. Number 3 Wood Red nha. Cái khúc này thì cái mic của mình nó bị lỗi mọi người, bây giờ mình sẽ lồng tiếng lại nha. Thì cái son màu số 3 là màu hồng san hô nha mọi người. Nó sẽ hơi đỏ đỏ hồng hồng á. Thì cái màu này á, nó sẽ đặc trưng thiên về những bạn mà thích kiểu tự nhiên mặt mộc á mọi người. Màu này lên môi thì nhìn nó khá là tự nhiên, không quá ô dề. Bây giờ thì mình sẽ dùng uống thử ly nước để coi cái son này có dính vô cái đầu ly không nha mọi người nha. Đó, thử coi thử coi có dính không. Kết quả là có dính nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ thử cái tẩy da chết môi được tặng này nha. Thì đây là tẩy da chết môi đào nha mọi người. Bên trong là một cái tiếp như thế này. Và cái chất của nó là màu trắng và bên trong là sẽ có những cái hạt nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ thoa cái tẩy da chết môi này lên môi của mình nha. Mọi người cứ làm sạch môi rồi sau đó thì mình cứ chà lên vậy thôi, massage lên ha. Rồi sau đó mình chùi lại nha mọi người.
Thì kết quả sau khi mà mình sử dụng tẩy da chết môi này, mình cảm giác cái môi mình nó mềm hơn mọi người. Chắc trong đây có thành phần dưỡng ẩm á, nên nó rất là mềm môi luôn. Sau khi mà mình trải nghiệm ba cái son này á xong thì mình sẽ đánh giá như thế này. Thứ nhất về ưu điểm thì mình thấy là ba cái son trong một màu son như thế này thì mọi người có thể là dễ dàng mua, mình có thể là thay đổi màu son mỗi ngày thì theo sở thích cá nhân của mình. Tuy nhiên có một cái nhược điểm như thế này, son bột nên là mọi người khi mà tán lên môi á, mà ai mà môi khô giống như mình, có nhiều rãnh môi như mình thì tán lên rất là dễ bị lộ những cái khuyết điểm là rãnh môi và môi khô. Cho nên là môi khô thì nên là sử dụng là son dưỡng với lại là sử dụng kem son bóng để mà có thể là nhìn cái môi mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Và cái thứ ba nữa là khi mà thoa lên, mọi người lưu ý là chỉ nên thoa mỏng, không thoa dày với những loại ký các son bột như thế này. Không những son này mà những cái loại son khác cũng vậy, những son bột á thì chỉ thoa mỏng thôi, đừng thoa dày quá. Khi mà mọi người thoa dày quá thì cái môi mình rất là nặng và rất là già. Về cái độ lì của son thì mình thấy độ lì cũng ở mức trung bình mọi người, không có lì lắm cũng được, trung bình. Về giá cả thì mình thấy trung bình một cây 90.000. Một cây 90.000 thì mình sẽ thấy là sẽ có sự cạnh tranh mọi người, sẽ có nhiều sự lựa chọn mọi người. Thấy bây giờ trên thị trường son rất là nhiều, nội địa trung thì chỉ có mười mấy ngàn cây thôi, hai mấy ngàn cây, vài chục ngàn thôi. Còn những cái loại son Hàn Quốc như là Lacru, BBA đó thì giá rất là rẻ, chỉ tầm 150 đổ lại. Hoặc là những cái son như BCE, hoặc là MAC, Dior, hoặc là những son Gucci, những cái son mà xịn xịn hơn á, rất là nhiều sự lựa chọn. Nói chung là nếu mà ai muốn mà trải nghiệm thử thì mọi người có thể mua về trải nghiệm ha. Đây là cái quan niệm đánh giá cá nhân của mình. Nha, video hôm nay mình xin kết thúc ở đây. Mọi người thấy hay nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình sẽ ra nhiều video hơn nữa. Chào tạm biệt mọi người.